Đây là Samsung Galaxy S24 Ultra và đây là iPhone 15 Pro Max. Mình đã làm rất nhiều video về hai chiếc điện thoại này trên kênh YouTube của mình. Đã có những video so sánh về hiệu năng này, rồi là speed test, test game, rồi là so sánh camera rất chi tiết hai sản này với nhau. Và chúng ta sẽ có cái video này chốt hạ giữa hai chiếc điện thoại này, đấy là so sánh S24 Ultra và iPhone 15 Pro Max để xem là sản phẩm nào nó sẽ đáng mua hơn nhá. Rồi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Và trước khi bước vào cái video này thì các bạn cho mình một phút quảng cáo nhé. Đấy là OneWay Mobile hiện tại đang có cái chương trình Tết Sale Hết áp dụng từ 30 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2. Chúng ta sẽ có hơn 160 sản phẩm công nghệ từ điện thoại, máy tính bảng, MacBook, tai nghe, loa, phụ kiện được giảm giá này. Hay là họ cũng sẽ có thêm cái chương trình đấy là Nhà Sạch Đón Tết Smart Home giảm đến 3 triệu áp dụng từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2. Đấy thì tất cả thông tin mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả video này nhá. Chúng ta sẽ có một số những thông tin ở trên mạng chúng ta sẽ cần phải làm rõ thêm. Ví dụ như là về pin, nhiều người cho rằng là S24 Ultra pin của nó tốt hơn so với 15 Pro Max, liệu có đúng như thế hay không? Đấy, hay như là những cái thông tin khác nhiều là camera của S24 Ultra bây giờ đã vượt mặt được iPhone 15 Pro Max thì liệu nó có đúng hay không ấy, thì mình cũng sẽ phân tích rất là kỹ vào đây cho các bạn. Nó sẽ có những phần đúng và có những phần mà chưa đúng đâu, và mình cũng sẽ giải thích luôn. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi đến từng phần một. Thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người nhá. Đấy, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là hai cái màu sắc này nó tương đối là giống nhau thôi, gọi là tương đối thôi. Chứ còn nếu mà để đặt cạnh nhau như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt về mặt màu sắc giữa hai sản phẩm này. Năm nay thì Samsung Galaxy S24 Ultra nó cũng sẽ có cái phần khung viền là cái phần khung viền titan như này này. Anh em ở trên mạng ấy thì rất là hay tranh cãi nhau xem cái việc là bây giờ ông nào có cái tỷ lệ titan cái thứ nhiều hơn. Có ông thì nói là bản chất của 15 Pro Max thì nó khung viền nhôm, xong nó bọc titan ở bên ngoài, rồi là S24 Ultra cái phần titan nó sẽ nhiều hơn như này nọ bla bla bla. Nhưng mà đại loại thì mình không quá quan tâm về cái vấn đề đó, mà mình chỉ quan tâm tới cái cảm giác mà chúng ta cầm nắm lên ở trên hai cái chiếc điện thoại này thôi. Thì thực sự là cảm giác cầm nắm ở trên hai chiếc điện thoại này là tương đối tốt, nhưng mà nếu mà nói là cảm giác cầm nắm ở trên chiếc điện thoại nào tốt hơn nhá, thì mình sẽ lựa chọn iPhone 15 Pro Max. Các bạn sẽ để ý kỹ này, cái phần vát góc này này của 15 Pro Max này nó tròn hơn so với S24 Ultra, các bạn sẽ nhìn thấy ở phía dưới luôn, nên khi cầm vào mình sẽ cảm thấy đỡ bị cấn tay hơn. Viền màn hình của cả hai thì làm đều tương đối phẳng rồi, nhưng mà khi mà cầm vào thì 15 Pro Max sẽ cho cảm giác nó đỡ cấn hơn. Nếu mà như ngày xưa mình cầm ở trên những sản phẩm như kiểu là 14 Pro Max các thứ thì nó sắc quá, nhưng mà lên 15 Pro Max thì nó đã khác rồi. Còn Samsung thì họ vẫn giữ cái thiết kế nó vuông vức như thế này, nên là khi mà mình cầm vào, đặc biệt là đối với cái S24 Ultra thì càng ngày nó càng vuông hơn so với những thế cũ, thì khi mình cầm vào mình cảm thấy nó cấn tay hơn. Và có một cái điểm nho nhỏ nữa thôi mà chúng ta cần phải chú ý, đấy là cái khối lượng và cái độ mỏng của iPhone 15 Pro Max nó là tốt hơn so với S24 Ultra, nên là về cảm giác cầm nắm thì mình sẽ lựa chọn 15 Pro Max. Thế còn về cái phần đẹp hay xấu nhá, là tùy thuộc vào mắt của mỗi người nhá. Đấy, nhưng mà mình sẽ chỉ nói về mắt của mình thôi. Thì nói thật với cả các bạn luôn là với mắt của mình thì mình sẽ lựa chọn S24 Ultra, bởi vì là cái mặt trước của nó các bạn có thể nhìn thấy là cái phần màn hình nó cầm lên nó giống như là chúng ta cầm một tấm kính ở trên tay ấy, và nó không bị Dynamic Island chiếm dụng diện tích quá nhiều như là trên iPhone 15 Pro Max. 15 Pro Max nó bị cái Dynamic Island này nó to quá, nên thành ra là mình thích cái kiểu thiết kế của S24 Ultra hơn. Đấy, nên là thiết kế là một kiểu và cảm giác cầm nắm là một kiểu thì mình cũng đã đánh giá rồi. Còn về hộp phụ kiện thì thực sự là hai dòng này có cũng như không thì thôi, bỏ qua cái phần đó chúng ta cũng không cần phải nhắc đến quá nhiều. Còn về mức độ hoàn thiện nhá, thì cái này là cái mà mình cần phải chia sẻ luôn này. Đấy là nếu mà các bạn cầm từng cái con máy này đến cửa hàng trải nghiệm cầm lên đấy, thì nếu mà chỉ cầm một trong hai con thì sẽ rất khó để phân biệt được. Nhưng mà khi mà chúng ta cầm cả hai con ở trên tay ấy, và chúng ta soi kỹ từng chi tiết một ấy, chúng ta sẽ thấy được là 15 Pro Max có cái mức độ hoàn thiện theo mình đánh giá nhé, là tốt hơn so với S24 Ultra. Có một cái điểm nữa mà chắc là bạn cũng sẽ không để ý đâu, đấy là cả hai cái chiếc điện thoại này thì đều được công bố cái khả năng kháng nước kháng bụi là IP68, nhưng theo hãng công bố chỉ số thì là như nhau, nhưng mà hãng công bố thì là iPhone ngâm được ở độ sâu 6m trong vòng 30 phút, còn Samsung thì ngâm được ở độ sâu 1,5m trong vòng 30 phút. Cái này thì thực ra là từ những thế hệ trước thì là nó đã như thế rồi, và mình cũng nói luôn đấy là đây là thông số thôi, chứ còn mình không test nhé, mình nói luôn là mình không test, nên là mình sẽ không có bất kỳ một cái đánh giá nào ở đây cả. Còn trước đây mình đã từng test S22 Ultra với cả iPhone 13 Pro Max rồi, và
S22 Ultra bị vào nước, còn iPhone 13 Pro Max không bị vào nước. Đấy thì mình sẽ nói về cái kết quả cũ thôi, còn bây giờ thì là mình không test, là mình không đánh giá. Nhưng mà về mức độ hoàn thiện là các bạn cũng biết là tại sao iPhone nó lại nhỉnh hơn ở cái phần đó. Đấy, nó hoàn thiện theo cái tiêu chuẩn của riêng nó, còn gọi thì nó vẫn gọi là IP68. Chứ mình nghĩ là nếu mà như một số những cái hãng điện thoại khác ấy, thì chắc là iPhone nó phải gọi là nó phải đánh chắc là IP99 mất. Đấy, kiểu như thế. Rồi, thôi chúng ta bỏ qua vấn đề đó đi, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là về phần màn hình thì sao. Thực sự là hai sản phẩm này có màn hình rất đẹp. Nếu mà nói là màn hình nào đẹp hơn ý, thì sẽ rất là khó để nói. Nhưng cá nhân mình sẽ thấy như này: nếu bạn cần một cái điện thoại có màn hình độ chi tiết cao hơn nhé, thứ nhất là độ chi tiết cao hơn, thứ hai là độ lớn hơn, thứ ba là không bị chiếm dụng cái phần giải đen ở bên trong nó quá nhiều, thì bạn nên lựa chọn S24 Ultra. Bởi vì là nó sẽ có màn hình kích thước lớn hơn một chút, độ phân giải cao hơn, độ chi tiết tốt hơn, cỡ tầm khoảng 10% đấy. Nó cũng sẽ có cái phần độ sáng tối đa nó là cao hơn. Tuy nhiên về phần màu sắc thì thực sự là mình vẫn thích cái kiểu màu sắc ở trên iPhone 15 Pro Max hơn. Nó tương đối là sát và thực tế khi mà mình nhìn vào. Thì nếu mà các bạn thiên hướng về giải trí nhiều hơn thì các bạn sẽ lựa chọn cái chiếc điện thoại Galaxy S24 Ultra này nhé. Còn nếu mà bạn nào mà theo kiểu là chụp ảnh lên xong rồi muốn nhìn màu nó phải chân thực ý, hay là muốn gọi như là copy từ điện thoại lên trên các cái màn hình của laptop bây giờ mà nhìn nó cũng không khác biệt quá nhiều, thì sẽ là iPhone 15 Pro Max nhé. Bây giờ sẽ là phần tiếp theo, đấy là về phần hiệu năng. Hiệu năng năm nay có một điểm rất là dở của S24 Ultra, đấy là mặc dù nó chạy con chip đầu bảng trong thế giới Android, đấy là con chip Snapdragon 8 Gen 3, nhưng mà nó vẫn bị bóp hiệu năng. Và cái hiệu năng của nó so với Apple A17 Pro của iPhone 15 Pro Max là không tốt bằng. Kiểu thứ nhất là không tốt về tốc độ, thứ hai là không tốt về cái khả năng chơi game. Đấy, các bạn có thể xem admin Kha đã có video test game Snapdragon 8 Gen 3 nó như nào rồi, và so với khả năng chơi game nó sẽ không tốt bằng so với A17 Pro. Nên là về phần hiệu năng thì chắc là chúng ta cũng sẽ nói thật là nhanh thôi, hiệu năng của iPhone 15 Pro Max sẽ là tốt hơn nhé. Nhưng đây chỉ là tốt hơn trong những cái khoản chơi game với thứ thôi. Và có một cái điểm nữa mà mình nghĩ là những cái mà chúng ta sẽ dùng hàng ngày đấy, đấy là ví dụ như bản thân mình đi, mình dùng các cái file Excel rất là nặng hay là những cái file Google Doc rất là nặng thì vuốt ở trên iPhone nó cực kỳ mượt mà. Còn vuốt ở trên Android nói chung và trên S24 Ultra nó sẽ xảy ra hiện tượng bị khựng lag nếu như cái file của bạn quá nặng. Cái này không phải là do S24 Ultra đâu, mà là do hệ điều hành Android tối ưu không tốt cho chính các ứng dụng con đẻ của mình. Đấy, nhiều khi chúng ta cứ phải nghĩ xa vời là hiệu năng nó chỉ để chơi game, nhưng không phải đâu, mà nó còn phục vụ cho rất nhiều những yếu tố khác, và kể cả về việc tối ưu phần mềm cũng thế. Đấy, nó tối ưu cho những cái ứng dụng mà chúng ta rất hay dùng: Google biểu mẫu, Google trang tính, Google tài liệu, Excel, rồi là Word Doc các thứ, đúng nào, rất nhiều thứ như thế. Thì iOS đang được tối ưu tốt hơn. Và có một cái điểm nữa mà nó cũng sẽ tối ưu tốt hơn nữa, đấy là về cái vấn đề nếu mà chúng ta up ảnh lên trên các cái mạng xã hội, ví dụ như là Facebook, Instagram ấy, thì cái độ chi tiết giữ lại trên iPhone là nhỉnh hơn so với cả Samsung cũng như là các cái sản phẩm Android khác. Thì đấy là cái việc so sánh giữa iOS và Android rồi. Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng là vì S24 Ultra nó không tốt, đấy là do bản chất là vì cái ứng dụng. Đấy, nhưng mà cái này là cũng là cái mà chúng ta cần phải chia sẻ thêm. Thế tiện thể nói về phần ảnh thì camera sẽ là cái thứ mà rất nhiều bạn quan tâm. Nếu mà bây giờ mà nhắc lại về cái camera chi tiết giữa hai sản phẩm này nó như thế nào ấy, thì nó sẽ rất là dài, và mình sẽ để link mà admin Kha đã đánh giá rất rất chi tiết, phải dài lắm luôn, về camera của hai con này để cho bạn thấy. Thế thì cá nhân mình đánh giá là như sau này: về phần chụp ảnh, chắc chắn mình sẽ lựa chọn S24 Ultra. Nó chụp ảnh quá ngon luôn. Nó chụp ảnh, thứ nhất là cái phần zoom của nó nhá, thì phải nói thật luôn là Samsung zoom tốt hơn iPhone rất nhiều. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái tốc độ lấy nét và chụp ảnh lấy nét trong điều kiện thiếu sáng của S24 Ultra là vô cùng tốt, gần như là không điểm gì khiến mình phải lăn tăn cả. Tuy nhiên về phần chống rung ấy, nghĩa là về phần quay video thì iPhone sẽ tốt hơn. Admin Kha cũng đã có những cái video test để mà quay lại rồi, từ việc chống rung rồi là cái Samsung này nó bị một cái hiện tượng là bị nháy sáng nếu mà chúng ta zoom quá mạnh. Đấy, thì chúng ta cũng cần phải để ý cái điều này. Vậy là chúng ta sẽ để ý xem là chúng ta sẽ ưu tiên về quay hơn hay là ưu tiên về chụp hơn. Nhưng nói thật là với bản thân mình ý, thì mình đánh giá là như này: hai con này đều rất tự tin để chúng ta mang đi chụp ảnh. Nhưng nếu mà để phù hợp với bản thân mình hơn nhá, đây là phù hợp với bản thân mình và với nhiều những điều kiện mà mình hay sử dụng hơn, thì mình sẽ lựa chọn S24 Ultra. Đấy, thì đấy là với bản thân mình. Và đặc biệt nữa là ví dụ như với bản thân mình thì mình rất hay chụp ảnh ngược sáng các thứ. Thì cái điều này thực sự là chụp ảnh ngược sáng trên iPhone mình đánh giá nó không cao. Đấy, nên là với mình thì mình sẽ lựa chọn S24 Ultra về mặt
camera. Thế còn về pin thì sao? Cách đây khoảng 3 năm, không phải thời điểm bây giờ đâu, cách đây 3 năm rồi, rất lâu rồi, mình đã nói cho các bạn là nếu các bạn muốn mình đánh lừa các bạn bằng việc là cái điện thoại nào pin tốt hơn ý, rất đơn giản thôi, mình sẽ cho các bạn xem một đoạn video và để xem là on screen của con nào nó sẽ lâu hơn. Các bạn thấy đúng không ạ? Nếu mà chỉ test on screen ý, thì các bạn sẽ test được đúng một cái ứng dụng đấy thôi, chứ còn không test được bất kỳ những cái gì khác. Sử dụng hàng ngày chúng ta là sử dụng hỗn hợp mà. Chúng ta sẽ sử dụng cả TikTok cơ mà, cả YouTube cơ mà, cả chơi game cơ mà, rồi cả rất nhiều thứ khác nữa cơ mà. Đâu có phải là chỉ để mỗi on screen trên một đoạn video thôi. Nếu mình muốn lừa các bạn ấy thì rất là đơn giản thôi. Và nếu mà chúng ta muốn on screen trên video như thế, các bạn có thể lên các cái trang nước ngoài chúng ta xem, thì là S24 Ultra sẽ tốt hơn. Nhưng mà thực tế trải nghiệm của mình nhá, thì mình cũng cần phải chia sẻ như này này. Thứ nhất, đấy là mình không có iPhone 15 Pro Max mới tinh để mình test game. Và cái iPhone 15 Pro Max này là mình đã bảo rằng Kha cho mình mượn cả tuần luôn để mà mình test pin, gọi là test pin. Khi mà mình test pin ở trên cái iPhone 15 Pro Max này này, thì mình cũng kiểm tra xem là cái phần trăm pin của nó còn lại là bao nhiêu. Thì cái 15 Pro Max này của Kha nó còn có 98% pin thôi. Và bọn mình cũng không đủ tiền để mà mua một cái iPhone 15 Pro Max mới tinh để mà test pin. Trong khi đó thì S24 Ultra nó là một cái chiếc điện thoại mới tinh luôn. S24 Ultra là mới tinh. Và các bạn biết rồi đấy, khi mà mới tinh rồi, data nó cũng chưa có nhiều thì pin nó sẽ tối ưu rất là tốt. Samsung mà con nào cũng sẽ thế thôi. Đấy. Nhưng thực tế khi mà mình trải nghiệm hỗn hợp để đến buổi tối của mình nhá, thì thứ nhất cả hai con này đều rất tốt, đáp ứng được từ sáng đến tối rất tốt. Nhưng mà còn nhiều pin hơn thì với nhu cầu của mình thì là iPhone 15 Pro Max đến tầm khoảng 9 giờ tối mình vẫn còn 15% pin, nhưng S24 Ultra còn 10% pin. Tất nhiên như thế là đã là rất tốt rồi, và năm nay mình khẳng định với các bạn là Samsung tối ưu cực kỳ tốt cho pin của S24 Ultra. Không biết là có phải là do bóp hiệu năng thì nó không bị quá nóng nên là nó tối ưu pin tốt hay không, nhưng vấn đề là so với 15 Pro Max nếu mà sử dụng hỗn hợp thì mình đánh giá là không bằng được. Còn các bạn thích mình lừa đảo các bạn, mình sẽ cho các bạn on screen cho cái này, các bạn sẽ thấy được nó sẽ nghiêng về S24 Ultra thôi. Đấy, chứ còn đừng có nghĩ là chỉ có mỗi xem video mới là ấy, chúng ta sử dụng những ứng dụng khác, iPhone nó tối ưu thì nó sẽ tiết kiệm pin ở từng ứng dụng, chứ không phải là mỗi cái việc là on screen không. Bộ nhớ trong tối thiểu thì sẽ là như nhau nhé. Nhưng nếu mà tổng hòa chung cả pin lẫn sạc thì mình sẽ lựa chọn S24 Ultra, bởi vì sạc của nó chỉ mất hơn một tiếng là mình đã sạc đầy pin rồi. Còn đối với cả 15 Pro Max này thực sự là sạc nó lâu vô cùng luôn. Nó phải mất cỡ tầm 1 tiếng 45 phút cho đến 2 tiếng nếu như chúng ta muốn sạc đầy 100% pin, nghĩa là muốn cái vạch pin nó lên hẳn 100% pin ấy. Cho nếu không, ví dụ như sạc lên đến 80% pin thì ok, nhanh. Nhưng mà từ cái đoạn 80% lên đến 100% pin thì iPhone này nó lâu vô cùng luôn, nó lâu lắm luôn. Nên là về sạc thì mình sẽ lựa chọn S24 Ultra. Còn về các yếu tố khác nữa thì sao? Cây bút thì S24 Ultra sẽ có cái điều mà 15 Pro Max không có. Rồi, còn gì nữa không ạ? AI thì phải nói thật với cả các bạn luôn. Đấy là AI thì mình thấy cái tính năng hay nhất của S24 Ultra đấy là cái tính năng dịch thuật khi mà nó có cuộc gọi đến, cái đàm thoại cuộc gọi. Nhưng mà cái tính năng đó thực sự là đến thời điểm hiện tại mình sử dụng mình không gần như chưa bao giờ sử dụng. Và đối với bản thân mình đến thời điểm hiện tại thì nó chưa hữu ích được nhiều đối với bản thân mình. Còn mình nghĩ là những cái tính năng mới mà nó có thì chúng ta sử dụng nhiều thì nó sẽ quen, nó thành quen thôi. Chứ còn đến bây giờ mình vẫn chưa quen được thì cũng chia sẻ với anh em luôn. Hoặc là ít có cơ hội để dùng đến nên là mình gần như là bỏ qua về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà hay dùng, mà đặc biệt nữa là hay dùng bút nữa, thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là nghiện cái điều đấy rồi. Về sóng sánh nghe gọi thì cả hai con đều rất tốt, nhưng sóng wifi tốt hơn sẽ là S24 Ultra nhé. Mình đánh giá là như vậy. Cái cục phát wifi mình để phòng khách, đi vào nhà vệ sinh là iPhone tự động chuyển sang mạng di động rồi. Còn đối với cả S24 Ultra nó vẫn giữ được wifi nhé. Đấy, hay là trong những điều kiện khó hơn, ví dụ như là trong hầm gửi xe, trong thang máy, thì sóng của S24 Ultra là tốt hơn so với cả iPhone 15 Pro Max. Về loa ngoài là loa kép, cả hai con đều có, nghe chất lượng đều rất là tốt cả. Loa thoại cái thứ nghe rất ngon, cả hai con nghe cũng đều khá ổn như thế. Còn bây giờ ấy, lựa chọn sản phẩm nào ấy thì mình nghĩ là nó sẽ liên quan nhiều nhất đến vấn đề về giá thôi. Hiện tại mình có tham khảo tại OneWay Mobile ấy, iPhone 15 Pro Max đang có mức giá là khoảng 31 triệu đồng, chính xác ra nó là 30.990 đấy. Còn S24 Ultra chúng ta sẽ có mức giá là 27.490. Tất nhiên mức giá này mình nghĩ là nó sẽ còn rẻ nữa tại OneWay cơ. Đấy, nhưng mà thôi, cứ tính qua như thế này đi nhá. Thì hiện tại là
iPhone 15 Pro Max đang đắt hơn khoảng 3 triệu rưỡi so với cả S24 Ultra. Ví dụ như năm ngoái khi mà mình làm ấy, thì những cái sản phẩm Samsung với cả iPhone mà cùng một đời với nhau thì cái khoảng cách chênh lệch tiền nó sẽ rất là lớn, nó không phải là 3 triệu rưỡi như này đâu, nó có thể là 5 triệu hay 7 triệu. Thì lúc đó mình đưa ra cái sự lựa chọn quyết định mua Samsung hơn. Nhưng với cái khoảng cách chênh lệch tiền 3 triệu rưỡi như thế này, nói thật luôn là với tấm lòng của mình, mình chia sẻ thật thẳng thắn với các bạn. Tất nhiên với mức giá này là một mức giá đã rất là tốt cho S24 Ultra rồi nhé. Nhưng mình sẽ chờ đợi S24 Ultra giảm giá xuống nữa. Cái việc mình chờ đợi S24 Ultra giảm giá xuống, mình nghĩ là nó sẽ dễ hơn so với việc mình chờ đợi iPhone 15 Pro Max giảm giá xuống. Và khi mà khoảng cách chênh lệch tiền giữa hai chiếc điện thoại này từ 5 triệu trở lên, lúc đó mình đưa ra quyết định lựa chọn mua S24 Ultra là dễ hơn. Tất nhiên, mình nghĩ là bây giờ với khoảng cách chênh lệch tiền 3 triệu rưỡi như này cũng đã đủ thuyết phục rất nhiều người chúng ta nghĩ sang S24 Ultra rồi. Nhưng mà đấy là nhiều khi chúng ta suy nghĩ như thế thôi. Chứ còn khi mà người ta đã đặt lên bàn cân, người ta đã đắn đo, cân nhắc về rất nhiều thứ, kể cả về việc sau này sửa chữa rồi là có giữ giá hay các thứ, hay là cái cộng đồng, như là có nhiều thứ lắm, thì các bạn biết là doanh số dạo nào tốt hơn thì chắc là cũng không cần phải bàn tới nhiều. Thì đấy là lựa chọn của mọi người. Nhưng với lựa chọn của mình thì nếu mà ưu tiên về mức giá hơn thì S24 Ultra có thể là một sự lựa chọn. Còn nếu mà bạn ưu tiên về vấn đề về thương hiệu hơn đấy, rồi là ưu tiên cả về hiệu năng này, rồi là quay video các thứ, thì sẽ là 15 Pro Max. Về thương hiệu, nói thật luôn là mình đánh giá là thương hiệu Apple tốt hơn Samsung, đặc biệt là trong khoản flagship, bởi vì Samsung có sản xuất điện thoại giá rẻ và tầm trung, còn Apple thì không nhé. Còn các bạn sẽ lựa chọn Samsung S24 Ultra hay là iPhone 15 Pro Max, hãy để lại comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.